Muốn khai mở trí tuệ, hãy nghe thần chú của Ngài Văn Thù. Bạn có biết rằng thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa trí tuệ và hiểu biết cho con người không? Hãy xem hết video dưới đây để cùng tiền và tỉnh thức khám phá sức mạnh kỳ diệu của thần chú này ngay bây giờ nhé! Tiền và tỉnh thức rất vui khi được gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Tiền và Tỉnh Thức. Nhắc đến Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là nhắc đến vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ và thân chú của Ngài, giúp cho người niệm nâng cao trí tuệ, nhận thức sâu sắc hơn về thực tại và ảo mộng. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính ngay bây giờ. 1. Thân chú là gì? Thần chú là lời nói bí mật của chư Phật, có thể gọi là mật ngôn hay Phật ngôn. Lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật trong mười phương nghe biết, mà nó không phải là thứ ngôn ngữ thường tình của các chúng sinh. Những ai muốn chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương gia hộ những khổ đau của cuộc đời, chỉ cần hành trì thần chú, được chỉ dẫn sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát cứu giúp. Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ, thời đó ngôn ngữ được dùng là tiếng Sanskrit. Vì vậy, thần chú mà chúng ta trì tụng hầu hết đều bằng tiếng Sanskrit, chỉ một số ít được trì bằng ngôn ngữ Tây Tạng. Khi trì chú, chúng ta nên để tâm được tập trung nhưng vẫn giữ trạng thái thật thư giãn, thả lỏng và không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Chỉ cần tập trung tâm cho việc trì tụng thần chú. Nên nhớ rằng, dù tu tập theo phương pháp gì đi nữa, thì điều quan trọng nhất luôn được đề cập và nhấn mạnh trong Phật giáo vẫn là nên làm những điều thiện và luôn tránh xa điều ác. Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Khi trì tụng thần chú thì chúng ta nên giữ cảm giác tích cực, hoan hỷ và cống hiến, hồi hướng công đức ấy cho tất cả chúng sinh được giác ngộ và an lạc, như là một hành động từ bi cao cả. Những người hành trì Phật giáo đều có tụng các thần chú trong các thời khóa nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ Đề tâm. 2. Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là gì? Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hay còn gọi là thần chú của Bồ Tát Văn Thù, là một câu thần chú trong Phật giáo, đặc biệt là trong truyền thống Đại Thừa. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được coi là biểu tượng của trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc. Thần chú này thường được niệm để cầu xin sự gia hộ về trí tuệ, giúp cho người niệm có khả năng hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn về cuộc sống và các vấn đề tâm linh. Thần chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có phiên âm tiếng Phạn là Om Ara Pasanadi. Đây là thần chú của sự khôn ngoan, trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt lên tất cả các ảo tưởng của vô minh, giúp cho chúng ta nhìn thấy thế giới này rõ ràng nhất và chân thật nhất. Vần Om là một âm tiết thường thấy trong các thần chú Phật giáo, một âm tiết thiêng liêng và huyền bí, bắt nguồn từ Ấn Độ giáo, nhưng hiện nay phổ biến trong cả Phật giáo và Ấn Độ giáo, được xem là lời nói của chư Phật, phản ánh nhận thức của vũ trụ xung quanh. Ý nghĩa của vần Om là tâm trí tôi cởi mở với những chân lý tiếp theo. Vần A thể hiện sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của sự vật và hiện tượng. Vần Ra thể hiện sự hiểu biết và sự trống rỗng từ quan điểm của các tổ sư đạo Phật nguyên thủy. Những giáo lý sâu xa về sự trống rỗng của Phật giáo nguyên thủy là thích hợp cho những học viên có vấn đề về sự hiểu biết trống rỗng trong bản chất cuối cùng của nó. Còn vần Ba đại diện cho thiền định, có hai loại thiền định cơ bản: thiền không khái niệm, tức là không suy nghĩ, và khái niệm, tức là tư duy, là suy nghĩ. Điều này dẫn đến lý tưởng rằng tất cả các pháp đều đã được giải thích theo nghĩa tối cao.
còn vần sa thể hiện tầm quan trọng của Niết Bàn và Luân Hồi. Bản chất chính xác của cả Luân Hồi và Niết Bàn là tánh không. Nhưng nếu chúng ta không hiểu chính xác bản chất của Luân Hồi, nó sẽ biểu hiện cho chúng ta dưới ba dạng khổ đau. Điều này có nghĩa là sự phát sinh và chấm dứt của sự vật hiện tượng không thể được hiểu hoàn toàn, bởi vì trên thực tế không có sự xuất hiện và chấm dứt. Còn vần na thể hiện nghiệp hành động. Tóm lại, tất cả những đau khổ của chúng ta trải qua là kết quả của các hành động không đạo đức trong quá khứ, tức là nghiệp xấu. Và tất cả những kết quả hạnh phúc của chúng ta từ những hành động đạo đức trước đây của chúng ta. Có hai loại nghiệp căn bản là nghiệp tập thể và nghiệp cá nhân. Chúng ta cần phải hiểu rằng với mỗi hành động của lời nói, thân thể và tâm trí của chúng ta thì chúng ta đang gieo những hạt giống cho những trải nghiệm tương lai của chúng ta. Còn phần tri, điều này thường được giải thích là sự hiểu biết hoặc sự phản chiếu. Những tia sáng phát ra từ âm tiết này sẽ làm đầy cơ thể vật chất của bạn và thanh lọc tất cả những nghiệp xấu, bệnh tật và chướng ngại. Tóm lại thì quan điểm đúng giúp cho chúng ta nhận ra đường đi chính xác. Thiền định là phương pháp thực hành tốt nhất. Thông qua đó chúng ta sẽ phát triển được một sự hiểu biết sâu sắc về con đường giác ngộ, dẫn đến những thay đổi trong tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Hành động kết hợp với trí tuệ hoàn hảo mang lại cho chúng ta khả năng để giúp chúng sinh một cách hiệu quả nhất. Ba, lợi ích thần chú văn thù sư lợi Bồ Tát. Lợi ích khi niệm thần chú văn thù sư lợi Bồ Tát là không thể bàn cãi. Niệm thần chú này có thể giúp cho chúng ta tăng cường trí tuệ và sự hiểu biết, giảm bớt sự mơ hồ và ảo tưởng, cải thiện khả năng tư duy và phân tích. Việc niệm thần chú văn thù sư lợi Bồ Tát mang lại nhiều lợi ích cho người hành trì, cụ thể như sau. Thứ nhất là tăng cường trí tuệ. Văn thù sư lợi Bồ Tát được xem là biểu tượng của trí tuệ và sự hiểu biết. Niệm chú này sẽ giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ, khả năng tư duy và nhận thức. Thứ hai là giải trừ phiền não. Thần chú giúp thanh tịnh tâm hồn, giảm bớt lo âu, phiền muộn và những cảm xúc tiêu cực. Thứ ba là hỗ trợ trong việc học tập. Những người đang học tập hoặc nghiên cứu thường niệm chú này để cầu mong sự thông minh, sáng suốt và khả năng tiếp thu kiến thức tốt hơn. 4. Là bảo vệ và gia hộ. Niệm thần chú mang lại sự bảo vệ khỏi những điều xấu, giúp người hành trì cảm thấy an tâm và bình an hơn trong cuộc sống. 5. Là thúc đẩy sự phát triển tâm linh. Việc trì niệm thường xuyên giúp cho người hành trì tiến bộ trong con đường tâm linh, gần gũi hơn với các giá trị Phật giáo. Và thứ sáu là kết nối với Bồ Tát. Niệm chú giúp cho tạo ra sự kết nối sâu sắc với văn thù sư lợi Bồ Tát, từ đó nhận được sự gia hộ và hướng dẫn trong cuộc sống. Việc niệm chú không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn có thể giúp lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Việc niệm thần chú này thường được thực hiện trong các buổi lễ, thiền định hoặc trong cuộc sống hàng ngày để cầu xin sự gia hộ từ Bồ Tát văn thù. Thần chú Om Arapa Sanadi nên được niệm nhiều lần trong ngày. Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì các hành giả nên niệm thần chú này 121 hoặc ít nhất là 7 lần một ngày. Trong lần lặp lại cuối cùng nên đọc thần chú to hơn. Âm tiết cuối cùng là âm di nên được ngân dài. Đây là một bài thực hành hàng ngày mà chúng ta nên làm ở nhà. Điều đầu tiên chúng ta nên làm sau khi thức dậy là rửa miệng, sau đó là niệm Om Arapa Sanari nhiều lần nhất có thể. Điều này cực kỳ có ích. Thần chú sẽ giúp cho chúng ta gia tăng sự khôn ngoan để bắt đầu một ngày mới. Nếu quý vị niệm thần chú này hàng ngày và thực hành sự tập trung thì trí tuệ của quý vị có thể được cải thiện trong vòng một tháng. Trong một tháng, quý vị có thể cảm nhận được sự khác biệt về trí thông minh của mình, vì lúc đó trí tuệ của quý vị thực sự mở rộng.
4. Làm thế nào để tập trung khi niệm thần chú? Để tập trung khi niệm thần chú, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau. Thứ nhất là chọn nơi yên tĩnh. Hãy tìm một không gian yên tĩnh, không bị phân tâm bởi tiếng ồn hay người khác. Thứ hai là thời gian cố định, đặt một thời gian cụ thể trong ngày để niệm chú, giúp hình thành thói quen. Thứ ba là tư thế ngồi phải thoải mái. Ngồi thẳng lưng, thoải mái, có thể ngồi trên ghế hoặc trên sàn với tư thế hoa sen. Thứ tư là hít thở sâu. Trước khi bắt đầu thì hãy hít thở sâu vài lần để làm dịu tâm trí và cơ thể. Thứ năm là tập trung vào âm thanh. Khi niệm chú hãy chú ý vào âm thanh của từng từ, cảm nhận sự rung động trong cơ thể. Thứ sáu là sử dụng mật tông. Nếu có thể hãy sử dụng chuỗi hạt để đếm số lần niệm, giúp bạn giữ nhịp và tập trung hơn. Thứ bảy là hình dung hình ảnh của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong tâm trí. Điều này có thể giúp bạn kết nối sâu sắc hơn. Thứ tám là thực hành thiền. Thực hành thiền định trước khi niệm chú có thể giúp cho tâm trí bạn bình tĩnh và dễ dàng tập trung hơn. Thứ chín là giúp cho tâm trạng tích cực. Đến với việc niệm chú với tâm trạng tích cực và lòng thành kính, điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc tập trung. Bằng cách áp dụng những phương pháp này, bạn có thể cải thiện khả năng tập trung khi niệm thần chú, và khi tập trung thì lợi ích mang lại là không thể nghĩ bàn. Như vậy thì tiền và tỉnh thức vừa trình bày đến quý vị ý nghĩa và lợi ích khi niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mang lại nhiều lợi ích mạnh mẽ trong Phật giáo, bao gồm việc nâng cao trí tuệ và khả năng hiểu biết, giúp cho chúng ta vượt qua ảo tưởng và phát triển sự khôn ngoan siêu việt. Nó còn giúp cho người tụng chú đạt được sự bình an trong tâm hồn và sự rõ ràng trong nhận thức. Mỗi ngày chúng ta hãy siêng năng trì niệm thần chú của Ngài Văn Thù, danh hiệu của Ngài với lòng kính nể, để cầu mong được Ngài che chở gia đình bình an, hạnh phúc, được sớm ngày phá mê khai ngộ, dùng trí tuệ nhìn thẳng vào chân lý và thoát khỏi xiềng xích của vô minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Cuối cùng thì tiền và tỉnh thức cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ chúng tôi thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị với một mong muốn duy nhất là giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người nào cần và nhớ ủng hộ kênh bằng một nút like, nhấn theo dõi và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần từ chúng tôi. Và nếu bạn có bất cứ một cảm xúc hay suy nghĩ nào thì hãy chia sẻ ngay ở phần comment bên dưới nhé. Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.